tốt lắm. Có gì mà không tốt, ở đây với em một chút không được. Bỏ đi, không có ai thương em hết, anh đi đi. Như vậy không tốt lắm. Có gì mà không tốt, ở đây với em một chút không được. Bỏ đi, không có ai thương em hết, anh đi đi. Tối qua, Quốc hội và Đảng dư Hà Nội 2024 đã được khai mạc tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Năm nay với chủ đề Đức và Hà Nội, với bên ngoài cũng đã đặc sắc để đi bộ. Nó viết nhạc cho thằng.
Em đi thử thôi.